Như Huỳnh mến chào quý khách. Hôm nay em Huỳnh giới thiệu cho cả nhà mình một cái lô mai cúc thọ hương, gốc to, rồi uống lắc lộn nữa. Cây rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Đây em cho cả nhà xem ha. Em ghép cái gốc tương đối to, đó, nó cỡ ngón cái em luôn nè. Đó, rồi cả nhà thấy cái mắt ghép nè, cái nơi mí ghép, bo ré ghép bây giờ là nó to cỡ như đầu đũa lớn luôn á cả nhà. Đó, được uống nè, uống lắc lộn ha, uống hình chữ ớt rất là đẹp. Cây có chiều cao là tầm khoảng cỡ gần 4 tấc, 3 tấc rưỡi đến 4 tấc. Đây, có cây là cỡ ngón tỏ em nè, rồi ngón áp út nữa. Đó, chiều cao cây này nè cũng gần 4 tấc ha. Chi cành nhánh rất là đều cả nhà. Cả nhà thấy nè, đó, mỗi một cách khoảng rất là đều nhau, nó có chi cành nhánh ha. Loại này mình trồng về là coi như là xuất sắc luôn. Trồng nó mau bắt phân nè, rồi cây nó cứng nữa. Hàng này á là đôn rồi, đó, đôn rồi tạo được cái thế lắc lộn như thế này là cây cực kỳ khỏe luôn. Rồi cái mẫu này á, em Huỳnh thấy nè, vừa đẹp gốc nè ha. Đó, gốc thì ok, to, khỏe nè. Rồi, đẹp dáng luôn. Đó, nhất đế nhì dáng á cả nhà. Rồi đây, đây thì cái lô thọ hương này á, em nói là em diễn tả nha, phải nói là xuất sắc luôn á cả nhà. Cả nhà về lấy bo thì lấy được một ít thôi, tại vì hàng đôn mà. Nhưng mà cây nè, trồng rất là khỏe luôn ha. Em quay cho cả nhà xem, rồi em đo nè, em đo cho cả nhà xem ha. Đó, dư một khúc nữa thì tầm cỡ 4 tấc nha cả nhà, 3 tấc rưỡi 4 tấc. Đây cả nhà thấy ha. Đó, cây nè. Rồi cây như thế này là chỉ có 165.000 một cây thôi. 4 cây á, 4 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Và 10 cây á thì em sẽ tặng một nha quý khách. Đây số lượng mình có khoảng 2.000 cây ha. Đây cả nhà. Đó. Cái đường khuyết khuyết này nè chính là em uống dây chì á, em gỡ ra rồi thì nó càng lớn, nó sẽ nở ra mất cái khuyết luôn ha. Cái gốc nè, là tất cả những cái gốc này nó cỡ như mấy ngón tay em Quỳnh á, nó có các cỡ như vậy á. Và quý khách thấy là nó to, nó khỏe nè, dáng lông rất là cứng cây ha. Đây, rất là đẹp cả nhà. Nó đều với nhau ha. Đó, đế đẹp nha, đế đẹp nè, dáng đẹp nữa cả nhà. Rồi, đây chính là cái lô cúc thọ hương em Huỳnh muốn giới thiệu cho cả nhà mình á. Cái loại cúc VIP này cũng cứng lắm nè. Cúc VIP này thì 100.000 cây, cây cao 4-5 tấc luôn. 4 cây em cũng bao ship nè. Quý phi cũng 100.000 cây luôn. Giảo Indo lá gai cũng 100.000 luôn. Bông to cả nhà, giảo Indo lá gai. Em ghép có quấn rễ đủ kiểu ha. Rồi, bên này, bên này là đại lộc nha. Nó nở cực đẹp luôn nha cả nhà. Đây, cái bông nè. Trời ơi, bông nó to đùng luôn. Nhiều cánh ha. À, bên đây nè, cả nhà nhìn thấy mới mê nè. Đó. Em khảo sát được là nó không bị đốc cả nhà. Nó hạn chế rất là thấp luôn á. Rồi cây thì em thấy là nó khỏe lắm nha. Nó cao khoảng 3 tấc rưỡi 4 tấc. Cây này có giá là 70.000 cây, 4 cây em Huỳnh bao ship 10 tặng 1. Đó. Rất là đẹp ha. Đại lộc mình lấy bo được cả nhà. Đây mai thai nó nở quá trời luôn nè, cho cả nhà mình thấy mặt hoa nè. Đó. Rồi. Em qua một loại nữa. À, để em giới thiệu cho cả nhà mình cái lô sắn. Sắn này là em ghép cái gốc tứ quý á. Cái gốc tứ quý thì nó rất là mạnh. Mặc dù là sắn nó ra chưa dài lắm nhưng mà nó rất là khỏe nha cả nhà. 100.000 một cây, 3 cây em Huỳnh bao ship 10 tặng 1. Đặc biệt cái nó chỗ là mình ghép gốc tứ quý á. Rồi bên này cũng 100.000 luôn, em ghép gốc to. Ghép gốc to cả nhà. 100.000 cây ha. 3 cây Huỳnh, 4 cây Huỳnh bao ship. Rồi mẫu 80 em cũng có nữa. Mẫu 80 là những cây như thế này nè, 80. Rồi ha, từ long nha, một trong những cái dòng mai coi như là cái bông nó rất là to, phơm hoa vung trùng và khá đẹp luôn. Nụ thì ú nu như thế này nè. Đó, cả nhà xem nha. Trời ơi, mê tít luôn khi mà em ghép vào cây mai gốc bứng á. Đó, nó đủ sức rồi, cái bông nó rất là bự luôn như thế này nè. Đây là những cây cúc tư long của bên em Huỳnh, bây giờ nó rất là tốt rồi quý khách. Em ghép cái gốc tương đối to và khỏe nè. Đây, đế đẹp ha. Và cái gốc này nè là cỡ ngón áp út, ngón giữa ha. Ngón út. Và
cái gốc khỏe nè cả nhà, rồi bo lại mập nè đó, cao là khoảng từ 3,5 tấc cho đến 4 tấc. Đây quý khách, cái này mình về mình có thể lấy bo được nha. Những cái bo của tư lâm nó rất là mập và cây nó cực kỳ khỏe luôn á, về mình chăm dễ chăm ha. Đây cả nhà, 70.000 một cây, 4 cây em Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng một nha. Cúc tư lông, mặt hoa nó rất là đẹp á, cả nhà thấy mặt hoa là cực kỳ luôn. Mình ghép vào mai phôi á rất là mạnh luôn á cả nhà. Đây. Đây quý khách thấy ha. Cây nó đang sinh trưởng là tốt. Em ghép cái gốc to. Rồi, cúc tư... giới thiệu quý khách đây chính là cúc không nhị của Hoàng Huyết Long nha. Trời ơi, tới công chuyện luôn cả nhà ơi, hoa của nó đẹp quá trời luôn, mê tít luôn cả nhà. Và hoa vòng hoa, dòng hoa này là nó sáng trưng như thế này luôn. Nó không có nhị ha. Và nó vung nhìn nó đẹp lắm luôn cả nhà. Và cái loại này á thì nó sáng hoài luôn như thế này nè. Tới khi nó rụng nó còn sáng như vậy luôn á cả nhà, không bị thâm nhập ha. Và nó ít rụng nụ nữa. Rồi nó mạnh. Em có rất là nhiều cái mẫu nha. Mẫu cao rồi mẫu thấp. Rồi bây giờ có cái mẫu mà thấp thấp dễ thương nè, có chi cành nhánh để về cho mình lấy bo nè ha. Cây cao khoảng cỡ 3,5 tấc. Đó, quấn đế đủ kiểu hết luôn. Thì mẫu này em cũng bán 70.000 một cây ha. 4 cây em Huỳnh bao ship và 10 em tặng một. Nói chung là cây nó đang nè, nó rất là khỏe nè nha cả nhà. Rồi ha. Không nhiều Hoàng Huyết Long nữa. Cái cây mai cúc 150 cánh của bên vườn Mai Huỳnh nó nở hoa ha. Đây, thường thường em hay giới thiệu với cả nhà mình là nó nở giống như bông e ấp như bông sen nhỏ. Thì các cánh hoa nó xếp lớp úp vào nhau ha. Đó, nhìn rất là duyên luôn. Và cả nhà mình xem nè, đếm không xuể cái số cánh luôn nha. Cái phần ở trong này nó cứ nở 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 ra ngoài nè cả nhà. Đó, và nhìn nó rất là đẹp, rất là duyên ha. Thì đây, bên vườn Huỳnh có mặt hoa luôn. Và những cái cây nè, những cái cây này thì nó không có hoa, nhưng mà nó đang có mấy cái chèo lọc cành mới nè. Về quý khách có thể lấy bo được ha. Và đây là mai ghép gốc nhớ quấn rễ nha cả nhà, 150 cánh. Rồi 70.000 một cây ha. 4 cây em Huỳnh bao ship, 10 tặng 1. Cây cao khoảng cỡ 3 tấc nha cả nhà. Khoảng cỡ 3 tấc. 3 tấc trở lên. Đây em ghép có quấn rễ đủ kiểu nè. Cây cực kỳ khỏe ha. Giới thiệu với cả nhà mình đây là cúc VIP nè. Cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ ha. Cái lọc dòng cúc này á là phải nói hoa cũng dễ thương lắm. Mặt hoa nó cũng vung ha, nó xếp lớp. Bởi vì nó quá đẹp nên ta đặt nó là cúc VIP cả nhà. Rồi mẫu này em bán là 70.000 một cây luôn ha. 4 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây thì em tặng 1. Cả nhà mình sưu tầm ha, cúc VIP. Cao á, chiều cao tầm cũng khoảng cỡ là 2,5 tấc, 3 tấc nha cả nhà. Nhưng mà em thấy cái dòng này nó cũng khá mạnh nè. Đó. Về mình sưu tầm mình lấy ít bo nha. Rồi bên này cả nhà, bên này em có hoàng đế nè. Hoàng đế thì đây 80.000 một cây ha. Rồi nhị dài luôn, nhị dài thì 100.000. 100.000 một cây. Giới thiệu với cả nhà đây chính là mai dảo đa phúc. Cái bông này được 10 cánh quý khách. Và rồi ha, phôm hoa to ha và cánh hoa cũng rất là duyên, sáng trưng luôn. Có cái mặt hoa nó tiết diện nó to ghê nè cả nhà. Và quý khách xem thì bên cây bên Huỳnh bây giờ nó cao cũng khoảng tầm từ 2,5 tấc cho đến 3,5 tấc ha. Thì cây nó có một vài cây nó lùng lùng, nó cũng có tàn nè cả nhà. Nó có chi nhánh nè. Nó có mấy cái chèo nhánh nó đang ra nè. Thì cái mẫu này em ghép với gốc quấn rễ. Nào mới ghép gốc quấn rễ hết. Đây, cây này bây giờ tương đối khỏe để cho mình lấy được vài bo ha. Thì mẫu này em bán 70.000 một cây. 4 cây á là em mình sẽ bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình nha. Và cái dòng dảo đa phúc này là một trong những cái dòng dảo mạnh ha. Dòng dảo mạnh mình ghép nhân giống ra. Bên này em có là cúc đọt đỏ cả nhà. Cúc đọt đỏ là 80.000 một cây ha. 80.000 một cây, cây cao 3,5 tấc 4 tấc. Đó, quấn đế đẹp nha cả nhà. Cúc đọt đỏ đỏ đậm như này nè, hoa rất là đẹp. Rồi loại nữa cả nhà đó là hồng lộc mai, cũng giá 70 luôn ha. Cái hồng lộc mai này á là hoa đẹp. Hoa nó cũng rất là đẹp cả nhà. Đây. Hoa nó sáng trưng luôn ha. Và đặc biệt cái lọc đó là lọc hồng hồng nè. Em ghép cái gốc nào gốc nấy ha, là cờn cờn luôn. Thì mẫu này em bán là 70.000 một cây. 70.000 một cây ha. 4 cây em Huỳnh bao ship, 10 tặng 1. Hoa nè. Đó, đẹp chưa? Rồi. Tiếp một loại nữa cả nhà. Đây. Cúc cam.
cúc cam là màu cam cà rốt, rất là đẹp. Đây quý khách, hoa cúc cam này ha. Đó. Rồi em có cái lô này là 80.000 một cây. Cây nó có chi cành nhánh nè. Loại này thì nó cao cũng khoảng 3 tấc rưỡi ha. Đây, cúc cam. Rồi em cái mẫu 70 cũng còn. 70 thì khoảng cỡ 2 tấc rưỡi, 3 tấc. Đó. Em cũng ghép có quấn rễ luôn. Rồi bên này quý khách, bên này em có, em có cái này là cúc bi, cúc bi tiên sinh đó cả nhà. 80.000. 80.000 một cây ha, cúc bi. Rồi. Có rất là, đây, cây nó đang rất là khỏe cả nhà ha, cúc bi. Cúc bi bông chùm cả nhà. Rồi. Rồi bây giờ Quỳnh giới thiệu tiếp với cả nhà mình một loại nữa, đó chính là hoàng hậu. Hoàng hậu cả nhà, hoàng hậu ha. 70.000 một cây. Bên này em có là giảo nhung, giảo cam, siêu bông Sài Gòn. Đây. Đây là chính là dòng siêu bông Sài Gòn đây cả nhà. Đó. Cái giống này đang được sưu tầm rất là nhiều. Siêu bông bông to cả nhà, bông to. Thì loại này em ghép cái gốc cũng rất là đẹp nè. Đó, gốc rất là khỏe ha. 125.000 một cây. 3 cây em Huỳnh bao ship 10 tặng 1 siêu bông Sài Gòn. Đây cả nhà. Nó mới khoảng cỡ 3-4 cặp lá thôi. Đó, nhưng mà cây rất là khỏe. 125.000 cây. Rồi bên này em có là giảo nhung luôn. Giảo nhung ha, bông hoa của nó từ 8 đến 16 cánh cả nhà. Giảo nhung em ghép gốc cần cần nè. 70.000 một cây luôn, 4 cây bao ship. Rồi giảo cam, giảo cam gốc cũng bự nữa cả nhà. Cây cao khoảng cỡ 3 tấc. Đó, cũng 70.000 luôn. Rồi em có hai tầng của Quỳnh Tấn Phát luôn ha. Hai tầng của Quỳnh Tấn Phát. Đây, hai tầng của Quỳnh Tấn Phát là 70.000 cây luôn. 4 cây em cũng bao ship, cây cao cũng khoảng mới gang tay Quỳnh ha. Gang máy tay Huỳnh thôi, sưu tầm lấy ít bo. Rồi bên này lại cả nhà mình video sau, rất cảm ơn khách hàng theo dõi và ủng hộ kênh của Huỳnh.